chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jury, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ năm hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xin kính chào quý vị khán giả của Lý do Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến anh Nguyễn Trường và chúng tôi có ở trên mạng à, xã hội Facebook cũng như là YouTube để quý vị coi lại sau đó chứ không coi trực tiếp được tuy nhiên quý vị vẫn coi trực tiếp được ở trên tv com cũng như là coi ở trên TV bình thường ở miền Nam California là đài 56.10 hôm nay là thứ năm rồi thưa quý vị à, những người mà đi làm trong sở làm đó thì thường 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 ta thứ năm đó thì nó hơi khởi sắc một chút xíu rồi ha tới thứ sáu á, thì bắt đầu là nôn à, mấy giờ rồi chưa tới giờ về nữa và thứ bảy chủ nhật thì mọi người được nghỉ ở nhà tuy nhiên cũng có những người thứ bảy chủ nhật vẫn phải đi làm như là chúng tôi ở đây thì vẫn phải thứ bảy chủ nhật vẫn phải mở cửa làm à, tuy nhiên nói về cái tình trạng mà gọi là đi làm bốn mươi tiếng một tuần đó nó đã có từ bao nhiêu năm nay rồi nhưng mà ở trên uh, Sacramento uh, thủ phủ của California đó thì mấy ông bà danh biểu đang đề nghị đó là một tuần nên làm 32 tiếng thôi là đủ rồi. 8 tiếng kia để dành đó để mà enjoy cuộc sống, tức là hưởng thụ đi chứ mà cứ làm hoài đó thì không có thời gian để hưởng thụ nữa. À, người ta nói là trẻ không chơi đó thì về già thì đổ đúng. đổ <laughs> cho nên uh, hy vọng hy vọng là mình uh, sẽ có uh, cái uh, dự luật được đưa ra sớm có nghĩa là làm 32 tiếng một tuần thôi từ từ lúc nào mà người ta làm đúng 40 tiếng một tuần hả từ uh... em không biết à, à. nhưng mà em nghĩ rằng nếu như đưa ra cái luật 32 tiếng một tuần nhưng những người người ta muốn làm overtime để ta oh. muốn kiếm thêm tiền thì người ta vẫn cố gắng người ta làm. Thử. Đúng rồi, người ta cũng... cố gắng là người ta quen rồi đó. Dạ. Có những người người ta làm 40 tiếng rồi 48 tiếng rồi có nhiều người làm luôn thứ bảy chủ nhật nữa. Có người làm hai ba job nữa kìa đó. Cho nên đối với mà cái luật được đưa ra đó mà được đề nghị là 32 tiếng thôi đó thì chắc cũng khỏe ha. Dạ, có, khỏe. Có, có có dư 8 tiếng đi ăn uống cà phê này kia với lại với điều kiện là tiền lương tăng lên đúng không anh? À tiền lương tăng lên cho nó đủ giống như là mình đang lãnh lương 40 tiếng vậy đó. Dạ đúng rồi thì nó ừ. nó ổn hơn thì chắc chắn là người ta sẽ chọn là 32 tiếng hay là 40 tiếng. 32 tiếng. Không biết là có ai chống đối hay không. Thế giờ phút này chưa nghe nói là dự luật được thông qua hay là có ai chống đối nhiều hay không nữa nhưng ừ. mà hy vọng hy vọng là mai nay mai đó canh bản là đi làm 32 tiếng là coi như là ok rồi dạ vâng à, và kết thưa quý vị à, nếu như quý vị nào mà chúng ta ở khu vực mà có, có Mesa mà chúng ta ở gần cái công viên uh, ten quinco thưa quý vị à, đây là một cái công viên một cái park rất là nhỏ nó nói nhỏ thì cũng không nhỏ nhưng mà nó có một cái hồ à, ở ngay chỗ con đường gần cái đường mà chúng ta quẹo vô đường be với lại đường bristol đó thì nó có một cái công viên ở đó và nơi đó lúc nào lê thái hay là không biết cô quý vị ở miền nam california đó thì khi mà chúng ta đi qua cái cung đường đó thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những con, con chim trời ngỗng trời vịt này nọ thì uh, trong mấy ngày vừa qua thưa quý vị đã nhiều con vịt đã bị người ta bắn và uh, và giết chết ở cái công viên này nhưng mà không hiểu lý do vì sao uh, thưa quý vị nhiều con vịt đã bị bắn chết tại cái công viên ở costamiza uh, và có một số con khác uh, thì nó đang bị mất tích và theo trung tâm chăm sóc động vật hoang dã và đầm lầy của quận cam uh, uh, có một cái con vịt trời được và hai con vịt Muscovy và một con vịt Perkin đã được tìm thấy vào đầu tuần này trong công viên sau khi mà nó bị bắn rất là nhiều phát đạn vào trong người. Và theo trung tâm, lần cuối cùng người ta nhìn thấy những cái con vịt này còn sống vào khoảng 7 giờ tối trong ngày lễ phục sinh hôm Chủ nhật vừa qua. Và các quan chức người ta nói rằng là một số con vịt khác thì bị mất tích từ cái trung tâm này người ta kiểm soát là không thấy những cái con này xuất hiện. Và theo bà Debbie Musgrove thuộc trung tâm động vật hoang dã đã nói với lại cái cái đài Fox 11, thưa quý vị là cái trung tâm này đã. Uh bảo vệ những cái con này rất là nhiều trong những thời gian qua và những cái con này đều được cái sự chăm sóc rất là chu đáo từ cái trung tâm bảo vệ động vật hoang dã ở à, quận Cam và người ta chứng kiến những cái hành động tàn bạo này do con người gây ra mà không vì một cái mục đích nào hết thì người cảm giác rất là đau lòng và cái sự việc này nó đi đến một cái mức độ gọi là nghiêm trọng và hiện nay thì cơ quan điều tra cũng như là trung tâm bảo vệ động vật hoang dã người ta cho biết rằng hỗ trợ với cảnh sát của quận Cam thì đang điều tra tìm hiểu xem là ai đã gây ra những cái chết của những cái con vịt này và trên màn ảnh thì quý vị thấy là đây là hai cái con vịt vịt đang phải vịt trời thưa quý vị ở việt nam chúng ta gọi là vịt sim trắng hay ừ. gọi là muscovy là cái loại vịt này cũng là một trong những cái loại vịt sim nhưng mà, mà tiếng bắc của mình đó, người bắc của mình đó, gọi là con ngang nhưng mà mình thì em thì người dân Sài Gòn, người Nam thì mình hay gọi là con vịt vịt xiêm thưa quý vị. À và vịt Birkin, cái con Birkin này là con vịt trắng của mình đó. Thì là hai con này đã bị bắn chết trong mấy ngày vừa qua và đây là cái hình chụp X-quang mà quý vị thấy là ở trong đây có rất là nhiều cái mảnh đạn nó ghim ở trong người con vịt này. Và hiện nay thì uh, bên uh, người ta bảo vệ động vật hoang dã và sở cảnh sát ở Costa Mesa người ta đang yêu cầu là uh, có ai mà có những cái cung cấp về cái thông tin cũng như video hay là những cái chứng cứ nào đó về những cái kẻ mà đã gây ra vụ này thì có thể báo lên cho trung tâm qua số điện thoại là 714 754 5280 thưa quý vị. À, trong mấy ngày gần đây đó thì chị thì ở trên mạng xã hội đó có rất là nhiều người chia sẻ những tấm hình cho thấy là những con vịt trời này đó nó lại đằng trước nhà hay đằng sau nhà mình ở những chỗ bụi rậm đó những cái bóng cây này kia đó nó đẻ trứng ở đó, yeah. rồi có con nó thì nó đẻ tới 9 trứng, 11 trứng gì đó rồi nó ấp trứng rồi đó ban ngày thì nhiều khi nó bay đi đó nhưng mà nó cũng khôn lắm nó lấy những cái lông vịt đó nó che, che 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 cái chỗ đó lại để nó cho không ổn. ai nhìn thấy, dạ, à, thấy cái cái, cái 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 trứng đó à, nhiều người nói chứ Thôi để đó cho nó ấp đi cho nó ra coi coi con vịt con nó như thế nào à, hôm hôm nọ đi ở trên đường beach với đường hai thì tôi thấy uh, có một con vịt mẹ nè đi đằng trước một bay vịt con đi đằng sau mình Thế nói à? ở chung quanh đi đâu thấy có chỗ nào có hồ nước đâu nhưng mà thật ra đó nếu mà quý vị ở những cái khu mà có hồ bơi đó thì nhiều khi đó mình thấy ngay ở nhà hay là chung cư vân vân đó nhiều khi những con vịt đó nó bay rồi nó đáp xuống ngay cái chỗ hồ bơi nó bơi trong cái trên hồ nước như vậy ừ. thì uh, Mùa này chắc là mùa xanh sản của mấy con vịt trời nè Một số con khi mà nó bay vào hồ bơi anh Trường biết không Ở nhà mình mà cho nó ăn á, à. thì nó sẽ bay lại quài Rất là hay à. Nó cứ bay đến ngoài cái hồ của nhà mình nó rồi Nó bơi <laughs> trong hồ bơi cái đó là nó đẻ chung quanh chung đó Nhưng mà có một số người khi mà ướp lên thì người ta comment một cái những cái câu ở dưới Thí dụ như là lẽ đem luộc trứng ăn đi, à, à, à. chiên trứng ăn đi ừ. Thì cái đó là một cái hình thức rất là vui thôi thưa quý vị Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng ở bên đây thì bảo vệ động vật hoang dã rất là sát ừ. sao thành ra cái chuyện mà chúng ta bảo vệ những cái con vịt trời này là bắt buộc cái đó là trách nhiệm và nghĩa vụ mình. mình cũng có comment trong đó mình nói chứ ấp được nửa đường <laughs> mình lấy vô là có vịt lộn rồi đó <laughs> ngày hôm nay thì uh, có một cái bản tin có liên quan tới người việt thôi với cái vị đây là chuyện xảy ra ở tại quận cam ở dana point uh, chuyện xảy ra là vào năm 2019 khi mà người ta điều tra về một cái chết của một người Việt uh, có ba người đi trên một con tàu đi đánh bắt tôm hùm ngoài ngoài khơi ngoài xa đó ngoài biển thì lúc mà trở vào trong bờ lại thì chỉ còn có hai người thôi một người mất tích người ta khai rằng là người đó đã bị mất tích bị ngã xuống nước rồi không tìm thấy được vân vân sau khi điều tra uh, cái chuyện xảy ra năm 2019 đó thì tới ngày hôm qua cái người thứ nhì là một bà Mỹ có tên là Sheila Mary Rich 42 tuổi đã bị uh, buộc tội là À, giết người cấp độ 2 vì bà ta cùng với lại một cái người còn lại đó là một, cũng là một người Việt nữa à, âm mưu giết cái con nợ của mình à chuyện xảy ra là vào năm uh, 2019 Hoàng Xuân Lê uh, 40 tuổi và bà bà Mary Frisch đó 42 tuổi đã âm mưu để đưa một người đang thiếu nợ mình tiền lên một con tàu và rủ đi đánh cá qua đêm ở ngoài biển sau khi mà chuyện gì xảy ra ở trên tàu không biết nhưng mà lúc con tàu đi ngược lại vô trong bờ thì chỉ còn có hai người thôi thì cái người bạn gái của cái người mà bị giết chết đó cho nhà chức trách biết là cô nhận được tin nhắn của cái người bồ của mình đó À, trước khi anh này lên con tàu đi ra khơi và nói rằng là chúng ta chúng tôi chúng tôi đã lên tàu và chuẩn bị đi ra khơi đánh bắt tôm hùm và sau đó là biến mất luôn à, sau đó thì cái câu chuyện được đăng lên báo là chỉ có hai người trên con tàu đi vào và cái người james tên là james đào đã biến mất à, khi mà cảnh sát nhận được cái xác đó tìm được cái xác thì thấy có một vết đạn bánh ở lưng và một vết thương nặng ở trên đầu cái người đó nhưng mà kết cuộc của sở giảo nghiệm tử thi thì đề là anh ta chết vì chết đuối. À, nhưng mà cảnh sát thì âm thầm điều tra và cho biết rằng là cả ba người đều có tham gia vô những cái cuộc mua bán ma túy. Rồi cũng có rượu chè và cũng có cờ bạc đâm ra thiếu nợ rất là nhiều. Nhưng mà vì đòi nợ cái anh mà bị chết rồi đó không được đó. Cho nên mới âm mưu đưa ra xa và giết xong rồi quăng xác xuống biển luôn không ngờ là cảnh sát đã tìm được xác à, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. Nguyễn Trường và Lê Thái, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong một năm trở lại đây thì giá nhà ở California nói riêng cũng như là ở Hoa Kỳ chúng ta nói chung tăng lên vùng vụt thưa quý vị tăng lên rất rất là nhiều và theo đánh giá của mà giới chuyên môn về bất động sản thì người ta nói rằng cái cái cái, cái nguồn cung nhà ở thưa quý vị nó lại bị ít đi nhưng mà cái nguồn cầu cái cung nó lại bị thấp hơn cái cầu thành ra cái nhu cầu quá cao thành ra nó đẩy cái giá nhà lên cũng rất là cao và chỉ trong vòng 2 ngày vừa qua thôi một cái nhà môi giới bất động sản nổi tiếng ở quận Cam của chúng ta anh tên là Brad Smith anh cho biết rằng là kể từ sau khi mà cái đại dịch nó nó diễn ra thưa quý vị và nó nó lắng trở lại thì bất động sản là chỉ thực sự phục hồi trở lại trong một năm trở lại đây thôi và giá bất động sản á nó đã tăng lên trở lại đến mức mà chỉ trong vòng 2 ngày vừa qua thôi mà cái giá nhà và cái giá mà những người mà người ta list nhà lên thưa quý vị người ta có thể trả và người ta có thể mà offer cao hơn cái giá list nhà lên đến là từ 220.000 Mỹ Kim cho đến 300.000 Mỹ Kim mà người ta vẫn đồng ý người ta mua với cái giá đó nó cao hơn cái giá mà người ta đưa ra à, và anh đã có một cái một số cái bất động sản của mình ở San Juan ở Capistrano thưa quý vị và anh bán rất là dễ dàng trong hai ngày vừa qua trong những ngày cuối tuần thì anh đã bán đi rất là nhiều mà anh nói rằng là thường á thì những cái căn đó của anh anh phải mất từ một tuần cho đến hai tuần là coi như là lúc đó là cái giá nhà đang hot lắm thưa quý vị thì anh làm chỉ một hai tuần là đã bán được nhưng mà chỉ trong hai ngày cuối tuần khi mà anh vừa mới list lên thôi là đã bán được nhà rồi và cái thưa quý vị theo số liệu mới nhất thì trong 45 trong 45 cái số ở nằm trong cái 83 mã ship đó, thưa quý vị thì có những cái ngôi nhà ít nhất là có giá 1 triệu mỹ kim với nhiều ngôi nhà mà trung bình mà trước đây ở quận Cam hay là ở Orange County của chúng ta là chỉ giá trung bình là 700 ngàn cho đến 800 ngàn một căn thôi nhưng mà hiện nay là cái giá trung bình giá sàn của nó là là đến 1 triệu Mỹ Kim, hầu như là hoàn toàn là nó chiếm hết 80% là nâng tổng cái giá nhà lên là 1 triệu Mỹ Kim. Và mặc dù cái thị trường nó bùng nổ trong vòng những năm qua thưa quý vị, nhưng mà... Uh, cái nguồn nguồn cái nguồn cung giá nhà của nguồn cung nhà mới thì nó không có đa số là người ta chỉ bán qua lại cái nhà cũ thôi và theo những người môi giới bất bất động sản thì cái vấn đề mà à, cho người nước ngoài nhất là người Trung Quốc người ta vào để người ta đầu tư và người ta mua nhà cửa mua đất đai ở Hoa Kỳ cũng là một trong những cái lý do nó đẩy cái giá nhà đất nó cao lên có nghĩa là à, người dân Mỹ chính gốc thì người ta cái số tiền người ta không đủ để người ta mua và cái nó đẩy lên cao quá người ta rất là khó khăn khi người ta chọn một cái căn nhà hay là một cái một cái mobile home hay là một cái căn nhà single house chẳng hạn. Nhưng riêng tụi Trung Quốc hay là những cái nước khác, người ta đổ tiền vào thì người ta trả cash không, thành ra cái giá nhà nó tự động nó đẩy lên cao cho đến thời điểm này. Và theo giới chuyên môn thì người ta nói rằng là giá nhà hiện nay nó chỉ có dừng lại hoặc là nó tăng lên và không có thể nào mà nó xuống lại được nữa thưa quý vị, rất là khó khăn trong cái thời điểm mấy năm trở lại đây và những năm sau nữa. Thành ra quý vị nào mà chúng ta đang có dự định mua nhà đó mà có số tiền đủ rồi thì nhanh chân nhanh tay chạy đi mua, ừ. hối đi mua nữa. gọi là ước mơ Mỹ đó à, American Dream tức là có được một căn nhà thì người việt mình nói là gì nhỉ an cư thì lạc nghiệp được. lạc nghiệp ha được đó rồi. nhiều khi đó thì có được căn nhà có được cái chỗ ở nó yên ổn đó thì mới làm ăn được à, cái việc mà giá nhà tăng lên như vậy đó à, như Lê Thái nói là có nhiều người nhất là những người Trung Quốc mang tiền mặt vô trong Hoa Kỳ này để mua bất động sản và họ mua nhà trả tiền mặt như vậy và nhiều khi đó họ trả giá một căn nhà nó lên hơn cái giá trị mà bắt đầu được đăng bán cả trăm ngàn đô luôn nữa à, không phải chỉ có Việt Nam à, Trung Quốc không một có Việt, Việt Nam. Nam nữa người Việt Nam rất là nhiều người qua đây đầu tư và tiền ở việt nam họ kiếm được thì chắc là nhiều hơn là chúng ta kiếm được ở hoa kỳ này nó có đủ mọi cách để kiếm tiền ở việt nam hết cho nên khi mà họ mang tiền qua đây đầu tư đó thì họ nhất định là phải mua được một căn nhà đã để có cái gì đó cư ngụ ở nước ngoài đó, cho nên họ sẵn sàng trả giá mình, mình trả không lại rồi, Đó thấy không? Rõ ràng là mình đi tới một cái ngôi nhà nào đó đăng đăng bán mà mình thấy cái giá họ đưa ra mà mình ngấp nghé mình nhìn nhìn đó, mình thấy những người mà qua đây rồi bắt đầu mang tiền qua để mua nhà tiền mặt nữa, không phải gọi là kiếm từng đồng để tạch deposit đau xuống như mình. Yeah. Thì chắc là họ dễ dàng mua cái nhà. Cái tiền hơn. trong bank của người ta nhiều người lên đến con số là 10 triệu Mỹ kim ừ. hoặc là mấy chục triệu Mỹ kim ở trong tài khoản luôn. Thật ra để mà người ta làm một cái cái loan hay là người ta trả cash rất là dễ dàng khi mà người ta mua một căn nhà ở bên đây thưa quý vị. Rồi, bây giờ nhắc đến tiền bạc thì hai chị em đã bị bắt. À, đây là một cái câu chuyện là rất là thú vị đó là con bà chị tên là Patricia Castaneda và người em là Eric Castaneda. Cả hai người đã bị kết tội và bị tuyên án tù là người chị là 33 tháng tù, 4 triệu đô tiền phạt và người em là 18 tháng tù và 2.5 triệu đô tiền phạt. Lý do là hai người này lợi dụng chức vụ của mình ở trong trường đại học Stanford. Hai người đã đặt hàng mua bán những cái máy laptop MacBook mới tinh nha quý vị nha. Và từ năm 2009 tới năm 2010 thì họ đã đặt mua rất là nhiều máy laptop với danh nghĩa là mua cho nhà trường. Họ đặt hàng cho nhà trường nhưng mà sau khi mà laptop đã được gửi về đó thì hai chị em này mới lấy những cái máy đó đăng lên Craigslist để bán lại cho những người nào mà muốn mua với cái giá nó tương đối là nó rẻ hơn được trong tiệm một chút xíu. Thì à, gần một ngàn cái máy đã bị đánh cắp kiểu như vậy thì không biết cho tới giờ phút này đó thì khi mà nhà chức trách liên hệ với lại trường học đó thì bà này có một cái chức vụ ở trong cái trường học này là hình như là trong purchasing department thì bà có quyền mua những cái máy để phục vụ cho trường học nhưng mà bà đã lợi dụng cái chức vụ của mình để mà đặt mua rất là nhiều máy laptop để lại trường học một ít thôi còn một số thì họ đâu bán ra ngoài mà quý vị thấy là họ order rất là nhiều đến nỗi đó là trong bản báo cáo ở đây đó thì họ nói rằng là trong năm 2009 tới 2010 họ đã bán được ít nhất là 800 cái máy uh, MacBook mà họ đã mua đặt đặt hàng để mua. Thế thì uh, khi mà hai bên đang tranh cãi ở ngoài tòa đó thì cái mức án cao nhất mà người ta nghĩ rằng cho hai cái người này đó sẽ là khoảng 250 000 tiền phạt cộng với lại một số năm tù. Đó là khoảng 10 năm hoặc là 5 năm vân vân. Nhưng mà ông Tòa thì ông nói rằng là Ông muốn lấy lại hết số tiền đó cho trường đại học Cho nên đó, ông phạt là 4 triệu đô thay vì là uh, Cao nhất là chỉ có 250.000 tiền phạt thôi Nhưng mà ông đặt ra cái mức là 4 triệu đô tiền phạt Phải trả lại cho trường học uh, Để đổi lại với cái mức án tù nó nhẹ hơn Thay vì là 10 năm, bây giờ chỉ còn có 33 tháng đó Đấy. nhưng mà phải là trả lại một số tiền thì đây cũng thấy rằng là à, gì đó lưới trời lồng lòng ha nhưng thì mà, thưa mà, khó thoát à thì thưa mà khó thoát mặc dù là từ năm 2009 tới năm 2010 đó này họ là làm những cái công việc này nhưng mà cuối cùng thì họ cũng à, bị bắt à, riêng có một cái người nữa là chuyên à, mua đồ của hai chị em này cũng bị bắt và bị tuyên phạt là 12 năm tù vì mua đồ ăn cắp Dạ. À, cái cô này làm ở trong cái trường học này cũng làm rất là lâu rồi thưa quý vị ừ. qua hai đời hiệu trưởng rồi à. Dạ và cái số tiền mà cô bán những cái laptop này lên đến con số là 60 triệu mỹ kim wow. là bị thâm thăm một như vậy à, thành ra khi cô đã làm trót lọt rất là nhiều lần mà khi mà một lần đó là cái cái ban giới thiệu mới của trường đó, người ta nhìn ra người ta phát hiện là sau cô mà mua cái laptop cho trường mà lại chuyển tất cả những cái laptop đó ra xe ra cái trân xe của mình thì à. người ta mới đặt nghi vấn bắt đầu mới nhờ cơ quan điều tra người ta điều tra thì mới tìm ra cái manh mối này và bắt được cô à, không tin được <laughs> ai đúng <nữa>. không <laughs> thấy chứ, có nhiều người đó nói là là ở Việt Nam đó thì hay có lợi dụng chức vụ quyền hạn ha nhưng mà ở Mỹ cũng có những cái trường hợp như vậy thấy, thấy nhiều chưa không? cái cô này làm trong cái khu gọi là mua những cái thiết bị cho trường học dạ. nhưng mà cô lợi dụng đó Cô dạ. bắt đầu là mua xong bắt đầu mang ra xe như như thế Thái vừa nói đó à, sau khi điều tra thì mới phát hiện ra là wow cái cô này có dùng tài khoản Craigslist của mình rồi sau đó có không dùng tài khoản của mình nữa, Cô đưa cho người em trai của mình dùng tài khoản riêng ở trên Craigslist để bán ở à, à, à Mỹ đó nó có những cái hệ mạng mạng gọi là bán hàng như là mình có thể nhờ Amazon bán nè, mình có thể nhờ eBay bán nè, hay là OfferUp nè, riêng cái Craigslist thì nhiều người người ta không dám chơi tại vì cái Craigslist là khi mà mình mua hàng đó thường thường mình hẹn nhau à, ra ngoài Starbucks hay là mình hẹn nhau ở ngoài chỗ nào đó bán trao tay à bán trao tay là tiền trao cháo múc nhưng mà đã có nhiều cái trường hợp xảy ra đó là khi mà mình mang cái món hàng đó tới bên kia thay vì đưa tiền móc nguyên khẩu súng ra bắt đưa tại chỗ và bắt đầu họ tẩu thoát giống như trong phim mà mình ừ. coi xã hội đen mà buôn bán ma túy vậy đó cho nên là cái Craigslist là cái mà nhiều người nói rằng là nên rất cẩn thận khi mua bán ở trên cái mạng như vậy Dạ, vâng. và chúng ta sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng thưa quý vị Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken mặt tại tiệm McDonald's có tham gia. cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng ngày hôm nay kính à, thưa quý vị à, nhân dân ta có câu là chó treo vào đại đúng không anh và cái con mèo thường là nói đến là cái con mèo nhà thôi lê thái mới mất nhắc đến con mèo nhà thôi có nghĩa là khi chúng ta làm đồ ăn hay là chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta phải đậy lại tại vì con mèo nó rất là hay ăn trộm đồ ăn cắp đồ ăn <laughs> hay là ở nhà quý vị hay là chúng ta có nuôi những cái con vật nhỏ thí dụ như những con bọ hay là những con chim con này con nọ mà nhỏ nhỏ đó thì cũng là một trong những cái miếng mồi rất là ngon để dành cho những cái con mèo đó hay là có hồ cá nữa con hồ cá, cá nữa nó dớ cá hay lắm anh dớ cá này ăn hay lắm luôn dạ vâng thì à, ngày hôm nay thì lê thái nói đến quý vị à, cho quý vị biết một cái thông tin về cái những cái con mèo hoang ở Australia thưa quý vị à, Trong mấy ngày vừa qua, trong một năm vừa qua thì à, chính quyền ở Australia người ta đang cố gắng người ta à, giảm bớt, giảm thiểu bớt cái số lượng mèo hoang cũng như là mèo nhà mà nó bị thoát ra ngoài nó trở thành mèo hoang ở à, cái xứ sở chuột túi này Và à, trong những tháng vừa qua thì chính quyền ở Australia người ta cũng đưa ra một số biện pháp giống như là người ta sẽ triệt sản những con mèo đực và triệt sản những con mèo cái À, để cho là chúng nó không có thể giao phối hoặc giao phối nó không giao phối được và nó cũng không có không có thể sanh con được và người ta cũng triệt sản rất là nhiều con chứ không phải không và bên cạnh đó thì người ta lại bắt một số con người ta đem đem vào nhốt trong một cái 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 chỗ riêng của nó chứ không có để cho nó ra ngoài lang thang nữa bởi vì hiện nay thì cái số lượng mèo hoang ở Australia thưa quý vị nó đã gây nên vấn đề là nó làm uh, diệt chủng giống như là diệt chủng vậy đó nó làm bị uh, tuyệt chủng rất là nhiều loài trong đó có hơn 120 loài trong vòng chỉ 10 năm đổ lại đây thôi và Trung bình đó là những cái con mèo mà thả rong hoặc là con mèo hoang thưa quý vị. À, một à, Trong vòng chỉ có là một năm thôi nó tàn sát ít nhất là 61.000 con chim, 2.000 loài động vật có vú và 30.000 loài bò sát cùng với lại 6.000 loài ếch bản địa ở Australia. Và hiện nay thì chính quyền địa phương người ta muốn là à, đang mới thông qua một cái dự luật có nghĩa là bắt buộc vào à, tháng 7 này thì tất cả những cái con mèo hoang nào mà người nhà người ta nuôi từ ngày con mèo nhà nha quý vị sorry quý vị có nghĩa là người ta nuôi bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 7 này thì bắt buộc chỉ có nhốt ở trong nhà và không được thả hoang ừ. và nếu như mà người dân chúng ta mà muốn dắt mèo ôm mèo đi chơi ra ngoài phải có cái dây xích con mèo lại chứ không được cho con mèo thả lan như vậy nữa và nếu như mà ai mà vi phạm sẽ bị phạt cái mức vi phạm là 1.600 Mỹ Kim À, tương đương bao nhiêu mà, uh, tiền úc thì lợi thái cũng, cũng không có rõ nhưng mà với cái số tiền rất là cao như vậy và hiện nay thì uh, chính quyền của úc người ta đang ráo riết người ta đang lập những cái kế hoạch để người ta tiêu diệt bớt những con mèo hoang đó và cấm người dân uh, thả những cái con mèo nhà ra để nó trở thành mèo hoang đi bắt chim bắt những cái con động vật này nó làm bị mất đi cái cân bằng sinh thái và làm tuyệt chủng đi những cái loài sinh vật bản địa ở australia mèo mà nó cũng dữ vậy á hả dữ lắm anh nó 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 giết mấy cái con mà nhỏ hơn nó <laughs> như là mấy con chim rồi mấy con cá bơi trong hồ vân đó à, bây giờ quay qua một bản tin khác không phải là mèo nữa mà bây giờ là tới cọp rồi nè <laughs> à, thưa với quý vị bản tin cho biết rằng là trong một cuộc phỏng vấn mới đây với một phóng viên truyền hình người anh rất là nổi tiếng đó là ông Piers Morgan thì tổng thống Donald Trump trong lúc đang ngồi làm cái cuộc phỏng vấn này trong một cái chương trình có tên là Piers Morgan Uncensored à, Donald Trump đứng dậy bỏ đây, bỏ đi luôn và không trả lời phỏng vấn nữa. Cái việc này đó nó bắt nguồn là từ khi mà ông Piers Morgan nói cuộc bầu cử của năm 2020 tôi thấy rất là trung thực, không có gì là gian lận ở trong đó hết thì ông Donald Trump mới nói chỉ có người ngu ngốc mới nghĩ như vậy mà thôi. Tức là nói ông Piers Morgan là người ngu ngốc thì <laughs> ông Piers Morgan mới nói lại Ông nói tôi là người ngu ngốc hả không Tôi là người rất là trung thực Có gì nói đó tôi không phải là người ngu ngốc Nhưng mà ông Donald Trump vẫn nói Ông là người ngu ngốc Chỉ có người ngu mới tin được những chuyện đó Đó là một cái cuộc gian lệnh bầu cử Từ phía đảng cộng đảng Dân Chủ Rồi từ chiến dịch Covid-19 Để gian lệnh phiếu bầu cử này kia Thì lúc đó ông Donald Trump đang nói với ông Pierce Morgan Thì hai bên đã bắt đầu lời qua tiếng lại Và ông Donald Trump sau khi mà đứng lên quay mặt lại, không cho quay tiếp đó. Ông nói với lại các phóng viên rằng là tách hết máy đi. Tôi không có trả lời phỏng vấn này nữa. Đây là cuộc phỏng vấn không trung thực với lại những phóng viên người Nga ngu ngốc đó khi mà ông nói như vậy xong đó thì ông Piers Morgan cũng trả lời đàng hoàng ừ. nói là tôi không có gì là ngu ngốc hả người ngốc người ngu ngốc thì hãy nghĩ lại đi mình đã thua rồi trong cuộc bầu cử cái đó là như đổ dầu thêm lửa đó. À, dạ, vâng. à. vậy cái này là ý anh trường là ai là cọp trong đây à, <laughs> à. đó, à, cọp thì... cọp đứng lên đi về đi đứng lên đi về mà, <laughs> mà thật sự là uh, nói nói đi cũng nói lại chúng ta không thấy rằng là tổng thống Donald Trump cũng là một người, người sống bằng giọng là còn gọi là sao rằng rất là rất là bộc trực có nghĩa là ông phản ứng như thế nào nói là nói liền là nói ông nói liền ông không ừ. có giấu dím mà cũng không có khéo miệng cũng không phải là một cái người mà thảo mai giống như ai mà có thể là uh, khéo léo để mà luồn lách sao cho cái câu chuyện nó trở nên êm đẹp hơn coi như không thích là đứng dậy đi thôi đó từ khi mà ông pierce morgan nói uh, uh, khi mà ông donald trump trả lời là đây là cuộc bầu cử uh, gian lận này kia đó thì ông pierce morgan mới hỏi ông có cái gì làm bằng chứng hay không ông có đưa ra được chứng cứ gì hay không mà ông nói là gian lận thì <laughs> lúc đó là nó càng nóng thêm nữa thôi quý vị. Ông uh, Donald Trump và ông Piers Morgan thì trước đây cũng có những cuộc phỏng vấn đó, nhưng mà câu uh, qua cái cuộc phỏng vấn mới đây đó, thì cái cuộc phỏng vấn đó sẽ được trình chiếu ở trên nhiều uh, hệ thống uh, truyền hình à, vào ngày 25 tháng 4 sắp tới đây. À, đặc biệt là có ở trên Fox News TV nè, rồi có trên Sky News nè à, rồi có nhiều có nhiều đài cũng đã sẽ mua lại và sẽ chiếu cái khúc phim này lên cho nên à, quý vị muốn coi được trong là cái cuộc phỏng vấn đó hai người đã nói như thế nào nóng giận lên như thế nào đó thì ngày 25 tháng 4 à, Pierce Morgan Uncensored và sẽ được chiếu trên nhiều hệ thống. Đúng em nó em không. <laughs> 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 em người đầu tiên. và kính thưa quý vị, à, hãng Tesla là một trong những hãng xe điện mà nổi tiếng cả thế giới như quý vị cũng đã biết rồi. À, vượt qua các rào cản về chủ cung ứng à, để đạt được cái lợi nhuận trong năm vừa qua thì Tesla trong năm vừa qua đã đạt được là 3.7 tỷ mỹ kim thưa quý vị. Và trong hôm ngày 20 tháng 4 vừa qua thì à, CEO của công ty Tesla đã công bố báo cáo tài chính quý 1 và theo đó thì doanh thu của hãng này đã vượt xa so với dự báo và dự đoán mà người ta yêu cầu đạt được trong năm nay. À, với 18.8 tỷ mi Kim tăng đến 6% so với cùng giai đoạn của quý trước và 81% so với cùng kỳ năm ngoái. À, và như quý vị cũng đã biết thì thời gian vừa qua do ảnh hưởng vấn đề mà chiến sự tại Ukraine và Nga thành ra cái giá xăng dầu nó tăng lên rất là cao. À, chính vì vậy cho nên à, cái lượng mà người ta mà muốn mua xe điện không phải của hãng Tết là không thưa quý vị, của hãng Ford hay là những cái hãng khác thì người ta rất là muốn mua để người ta có như là người ta xem được cái số tiền mà người ta mua, người ta get gas thưa quý vị. Thành ra là chắc uh, là chúng ta cũng không ngạc nhiên gì khi mà trong cái thời gian một năm vừa qua và những thời gian trở lại đây thì cái số lượng xe nó bán rất là nhiều trong những tháng gần đây và CEO của Elon Musk cho biết rằng là cho dù nhà máy tại thượng hải ở trung quốc thưa quý vị nó đã bị đóng cửa trong vài tuần ở tháng tư do cái lệnh mà phong tỏa từ thành phố thượng hải nhưng mà nhiều nhà cung cấp người ta cũng rất là muốn mua cái xe Tesla và người ta cũng chấp nhận người ta chờ đợi cái xe Tesla cho dù người ta lấy cái, cái cái, order trước khoảng nhiều một năm hoặc hơn một năm người ta vẫn chờ đợi và giá xe mà rẻ nhất của Tesla là hiện nay um, Model 3 thưa quý vị đã tăng giá là 34% so với 3 năm trước uh, hồi xưa thì mua một cái chiếc uh, Tesla là không có giá sàn của nó giá mà ở trong á chưa ra cửa đó thưa quý vị và khoảng là ba mấy ngàn mà khi mà ra cửa ít nhất là 50 ngàn ít nhất nha quý vị và hiện nay thì cái giá mà nó bán ở trong á là 46.990 mấy uh, ngàn Mỹ Kim mà khi ra khỏi cửa rồi thì cái giá đó nhất phải là từ 60 cho đến 70.000. À, nếu như mà quý vị muốn add thêm một số cái gì đó vào trong chiếc Tesla là đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy rằng là vẫn là một trong những cái công ty nó đứng đầu về xe điện đúng không anh? Ờ, không có đặt tiền xuống để mua chiếc VinFast hả? <laughs> sắp sửa có nữa rồi. Sắp sửa có rồi. Cạnh tranh với Tesla Dạ, chắc <laughs> em không biết lựa chọn, lựa chọn chắc là... Nhưng mà theo như các báo ở bên Việt Nam mới đây cho biết đó, là họ đã thấy xuất hiện ở trên phần đất của Trung Quốc 7 hoặc là 8 chiếc VinFast số VF8 và VF9 Họ nói rằng là trong một cái khu hàng rào đậu xe ở bên Trung Quốc đó, thì họ thấy được có mấy chiếc xe VinFast mặc dù là à, khi mà đậu xe ở đó đó người ta đã cố gắng lấy băng keo nó che cái cái chi đó lại nhưng mà vì cái hình dáng của chiếc xe cũng như là cái à, họ kiếm ra được cái logo của cái xe cho nên họ nói rằng là à, mặc dù cho tới bây giờ nha VinFast và Trung Quốc chưa có thỏa thuận để mà bán xe qua bên Trung Quốc mình thấy là có ở Hoa Kỳ này rồi và đang cũng có những cái lời kêu gọi để mà đặt cọc tiền mua chờ khi nào có xe mình sẽ được nhiều cái ưu đãi đối với lại VinFast nhưng mà không biết vì lý do nào mà có nhiều người phát hiện ra Họ nói, ô oh, hai bên chưa có mua bán với nhau, chưa có thỏa thuận Nhưng mà thấy có xe VinFast đậu ở bên Trung Quốc rồi nữa Hay dân Việt Nam à, dân mạng nó lại... Hay ha, bắt đầu hay... thánh soi đó gọi thánh là thánh soi <laughs> Thấy được cái xe như vậy à, Chúng ta sẽ quay trở lại uh, sau phần quảng cáo với Cà Phê Sáng hôm nay chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jury, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken mặt nuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. trở lại với phần thứ tư của cà phê sáng thì hồi nãy trước phần quảng cáo lê thái đang nói về cái xe điện tesla ha rồi mình nói về xe của vinfast thì uh, Lê Thái có rành về xe Tesla hay không? Có nghĩa là khi mà mình muốn mua chiếc xe Tesla đó, thì cái hệ thống điện của cái xe rất là cục pin là quan trọng nhất. Ừ, đúng thì rồi. cái đó mình nó, nó đi cùng với cái xe hay là mình mướn cái cục pin nó hàng tháng hay là sao? Dạ không, mình trả luôn. Ở trong lúc mình mua xe và cái cục pin nó rất là nặng thôi, quý vị. À, những cái chiếc xe mà người ta mua trong những cái đời đời đầu trong năm 2019 hoặc là năm 2018, đó, thưa quý vị, thì những chiếc chiếc xe đó là pin nó sử dụng nó chỉ có bảo hành khoảng 5 năm thôi. Ừ. Nhưng mà hiện nay thì những cái mô đồ mới của Tesla thưa quý vị thì cái cục pin nó bây giờ nó rất là mạnh và vô cùng khỏe luôn và nó nặng hơn nữa và cái cái đoạn đường mà chúng ta chạy chúng ta hoạt động với chiếc xe chúng ta chạy đi nó cũng xa hơn rất là nhiều gấp hai lần so với những cái pin cũ cộng với lại cái thời lượng mà chúng ta chúng ta chúng ta sạc nó nhanh hơn mà cái số lượng mà điện nó vào trong cái bình nó lại cung cấp rất là nhiều hơn thành ra là nếu như mà quý vị nào mà muốn mua Tesla trong giai đoạn này thì là cái cục pin nó hiện nay là nó bơ phẹt nhất hiện nay à mà em nghĩ là trong tương lai thì cái cục pin của cái xe Tesla nó còn sẽ tân tiến hơn nữa mà đến hiện tại thì những cái người mua xe ở cái giai đoạn năm 2022 và năm 2021 vừa qua đó thì người ta feedback lại là cái cái pin của cái xe Tesla rất là tốt cho dù em không có chạy xe nhưng mà tại vì bạn em chạy xe nhiều xe điện Tesla rất là nhiều. Trong, tương lai cũng sẽ mua một chiếc. Trong khi đó đó thì người ta nói cái siêu phẩm của Tesla đó là yeah. chiếc Model X yeah. là siêu phẩm. Rồi sau này có những chiếc mà nó rẻ rẻ tiền hơn mình có thể mua được. Đó. thí dụ như là cái Model 3 yeah. và cái Model số 3 đó nó khoảng năm mấy sáu ngàn gì đó. Yeah. Nhưng mà mấy cái chiếc mà ra hồi xưa rồi thì là khoảng trăm mấy chục ngàn trăm dạ. ngàn trăm mười ngàn tùy theo tại vì khi mà mua một chiếc xe cũng quý vị cũng biết đó trong một chiếc xe nó có xe thường xe eco rồi xe plus rồi đó nó, 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 nó tăng lên nhiều cái giá trị của chiếc xe nữa rồi cục pin đi khoảng bao lâu nhưng thái nói đó là cục pin có nhiều khi đi ba bốn trăm dặm hay là của mình mua cục pin mà nó lên tới bảy sáu bảy trăm dặm cũng có nữa thì dĩ nhiên giá cả nó sẽ khác và những cái tiện nghi ở trong xe nội thất ở trong xe nữa nếu mà nó có thay đổi thì giá nó cũng thay đổi nhưng mà có một cái ở đây đó thì mình đọc ở trên báo mình thấy rõ ràng là ở đây hãng xe Vinfast nói rằng là khi mà họ bán xe họ cũng cho mình biết cái giá để mình thuê cục pin luôn là bao nhiêu họ nói ở đây là có hai cái mẫu xe được bán ở Mỹ là VF8 và VF9 thì hai chiếc xe này giá thuê cục pin là 110 đô một tháng cho cái chiếc xe VF8 Và cái cục pin cho cái xe VF9 là 160 đô một tháng Có nghĩa là họ bán xe nhưng mà họ cho thuê pin Tại vì khi mình thuê pin như vậy đó thì cục pin đó nó sẽ có trong cái thời gian bảo hành là bao lâu Rồi khi đó họ sẽ đưa ra cái điều kiện nữa Nếu mà trong một năm mình đi bao nhiêu dặm đó Thì cục pin đó sẽ có cái giá đó nên là mới mình nếu mà mình đi hơn nữa thì vừa là họ nói ấn định là một năm đi 12.000 dặm thôi. Nếu mà mình đi tới 13 14.000 dặm thì họ sẽ tính thêm tiền khoảng 11 sen một dặm cho cái cục pin mà mình đang mướn như vậy. Thì đây là cái 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 màn thì mình ngạc nhiên thường thường cục pin nó đi theo cái xe chứ đâu có mà bán cái xe rồi cho thuê cục pin hả? À? Dạ vâng, như cái xe ừ. chắc là là cái dòng mà pin mà ừ. nó có hư à, cái cơ độ cái bộ trạng nó có hư là có nghĩa là cái xe đó là chỉ có đem đi sửa thôi chứ không có thể nào mà chúng ta tháo ra chúng ta thay cục pin mới được. Yeah. Trong khi đó nói về xe điện đó thì ngày hôm nay có một bản tin cho thấy là xe hãng xe Mercedes-Benz đã ra thêm một chiếc xe SUV chiếc xe tiện ích đó thưa với cái vị xe to to đó nha rồi chiếc xe này cũng chạy hoàn toàn bằng điện hồi trước đây thì họ đưa ra cái chiếc EQC và bây giờ là chiếc thứ nhì là EQS chưa biết là cái giá cả sẽ được ấn định ở cái mức bao nhiêu nhưng mà người ta nói rằng là nó là trên 100.000 đô cho một chiếc xe điện của hãng Mercedes và chiếc xe điện này dự tính là mùa thu năm nay sẽ bắt đầu có ở trên thị trường của Mỹ và có thể là qua năm sau tức là năm 2023 đó thì bắt đầu bán tràn ngập ở bên châu Âu hiện tại thì ở Mỹ chỉ có chiếc EQC mà thôi chứ chưa có chiếc EQS đó. À, nhà máy làm ra xe Mercedes này thì ở tiểu bang Alabama Wow. Ừ. xe điện cả trăm ngàn đô nha quý vị nha đó mà mua xe điện thì mình tiết kiệm môi trường rồi mình bảo vệ môi trường tiết kiệm xăng nhớt này kia là sạc điện thôi à, theo như không? những cái người mà người ta phân tích coi là xe điện và xe xăng à, mình có tiết kiệm được nhiều hay không đó thì à, khi mà mình sạc điện đầy một chiếc xe thì mình trả tiền nó ít hơn là mình đổ xăng đầy một chiếc xe đó rõ ràng là như vậy nhưng mà cái chi phí ban đầu để mua một chiếc xe điện thì nó lại mắc hơn là mua một chiếc xe xăng ừ. à, nó bù qua sớt lại. Có nghĩa là cạn thời gian có hoàn vốn này hay không? đúng à, không biết là có hoàn vốn được hay không hả? Dì, nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy trước mắt là chúng ta không phải đi đổ xăng, không phải ghé like ở Costco, <laughs> à, không phải tốn quá nhiều tiền để cho tiền gas thì chúng ta thấy là nó cũng đã đỡ bất nhẹ cái gánh nặng ban đầu của ta thường ngày rồi đúng không anh Trình? Nhưng mà có một cái này là thú vị lắm khi hôm bữa mà có chạy thử một chiếc xe điện Tesla của người bạn đó thì thay vì mình thói quen vô xe mình là chìa khóa rồi hay là bấm nút cho máy nó nổ này kia ha tuy nhiên cái giờ vô xe ngồi cái mình cũng ấn nút một cái mà không thấy nghe tiếng máy nổ mà nghe tiếng nó rào 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 gì đó ở bên trước đó nhưng nó, nó, nó êm lắm nó không nghe tiếng động cơ gì hết Dạ, yeah, em rùa bà rùa, nhưng mà có <laughs> cái lẽ em không thích cái kiến ở trên này <laughs> vì nó nắng quá, như ở Cali của mình mà vào mùa hè thì nó nắng lắm Nó làm cho mình người ngồi trong ngập Nhưng mà nó vẫn có, hay một cái là nó vẫn có sưởi Mùa lạnh thì nó có sưởi chung quanh những cái ghế của nó Nó có sưởi ừ. nó làm cho cái cột sống, cái nguyên cái người mình nó ấm lên rất cũng rất là hay Hãng Toyota hay là hãng Honda hay là nhiều cái hãng đó Cũng nhiều cái xe điện lắm, nhưng mà họ nói là hybrid Có yeah. nghĩa là nửa xăng, nửa điện, yeah. chứ không yeah. phải là điện 100% Dạ yeah. và thưa quý vị một thông tin tiếp theo Lê Thái gửi đến quý vị um, trong những tháng vừa qua thì uh, uh, Hoa Kỳ chúng ta đã thử nghiệm cái, uh, cái vấn đề là người ta biến đổi chim con mũi đực, con mũi vằn đó thưa quý vị, uh, biến đổi chim đến chi? Để người ta thả ra trong một môi trường uh, tự nhiên và người ta nói là những cái con mũi đực mà được biến đổi chim đó, nó, nó sẽ giao phối với những con mũi cái và khi những cái con mũi cái ở ngoài tự nhiên, những con mũi cái bình thường đó, nó sẽ đẻ ra những cái trứng và những cái trứng đó thì cái phôi thai nó không, không thể nào nó nở lên được. À thì trong mấy ngày vừa qua cái tạp chí uh, Science ở Mỹ người ta cũng đã đưa ra những cái bầu chọn cái bình luận có nghĩa là người dân chúng ta có đồng ý với việc mà thả mũi ra ngoài để mà cho người ta thử nghiệm hay không và đa số là nhiều người người ta đã đồng ý và cái việc này nó được đã được thử nghiệm thành công thưa quý vị và ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin trong ngày hôm nay. À cái thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì mũi vằn là một trong những cái loại mũi nó mang cái virus uh, giống như là chikungunya hay là sốt xuất huyết hay là bệnh zika liên quan đến não và cái bệnh sốt vàng da và vô cùng nguy hiểm. Uh, nhưng trong uh, những năm vừa qua thì tất cả các nhà nghiên cứu, nhà khoa học ở Oxide đã mang cái gen uh, biến đổi gen của con mũi đực để cho nó giao phối với con mũi cái và để đảm bảo bảo đảm cho vấn đề mà người ta tuân thủ theo cái uh, kế hoạch thì cái nhóm nghiên cứu này đã đặt những cái hộp chứa trứng mũi biến đổi gen tại bất động sản tư nhân ở quần đảo Keys ở Florida trong bán kính là 400 m thưa quý vị. Và sau đó thì người ta để những cái hộp trứng con mũi đực này để ở đó để cho nó nở ra. Và khi nó nở ra rồi người ta cũng bố trí những cái chậu, những cái lọ bình hoa, những cái nơi mà có tồn động nước để cho cái con mũi đực này nó đi giao phối với những con mũi cái chung quanh đó là những con mũi cái tự nhiên, mũi vằn hoặc là những cái loại mũi cái khác. Và khi mà nó giao phối xong rồi thì những con mũi cái này nó đẻ vào trong đó và nó nở ra thì người ta cũng có kế hoạch là bắt lại những cái con mũi đực đã biến đổi gene cộng với lại người ta xem xét những cái trứng của con mũi cái và đem về thì hoàn toàn là những cái con non ở bên trong cái trứng đó đều hoàn toàn bị chết và đây là một cái thử nghiệm thành công từ hơn 22.000 quả trứng trong những tháng vừa qua mà tất cả các nhà khoa học ở cái cơ quan này ở thí nghiệm này người ta đã à, thành công và hy vọng rằng trong tương lai thì việc mà biến đổi gen à, của mũi nó sẽ được à, sẽ được làm rộng rãi ở khắp nơi trên Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới để chúng ta có thể là giảm thiểu được vấn đề mà bệnh sốt xuất huyết và da hay là Zika từ mũi vằn. À, đặc biệt nữa là trong vừa trong trong vài tháng vừa qua đó thì sở về vấn đề mà coi về mũi đó ở quận cam đó thì cũng có gửi cái thơ đến từng nhà và cho biết rằng là mùa hè năm nay cũng có thể là có cái dịch về mũi nó đốt đó mũi nó cánh nhiều nếu mà chúng ta đi ra ngoài vườn này kia nên, nên nhớ là chúng ta mặc quần dài xuống áo dài tay khi mà chúng ta làm vườn để chống lại những cái sự đốt của con, con mũi à, chúng tôi nhớ là vào mùa hè năm ngoái đó, năm hai mươi khi mà mình ra ngoài vườn đó, buổi chiều chiều đó Wow, mới ngồi xuống được chút xíu thôi nếu mà mình mình mặc quần đùi nha chích ghê là rồi. nó chích ba bốn con <cười> <cười> mình nói chứ ủa tại sao những người khác không bị chích mà mình bị chích hay là thịt của mình nó ngọt quá rồi, hay là xương mày. ngọt từ xương mà thơm từ thịt hay sao <laughs> cho nên bị mũi chích à, cảm ơn quý vị theo dõi trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua ngay sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới cùng với hoàng trọng thụy và thảo yên xin kính chào quý vị xin chào lê thái dạ vâng lê thái xin mến chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình cà phê sáng ngày mai